Tết 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 Xuân 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 Tết Tết Xuân Tết Tết Xuân Vui Xuân Chơi Tết vui ở đâu là vui ở đâu? Vui ở đây là vui ở đây. Hội chợ Tết hoành tráng nhất lịch sử vùng Bay Area. Thứ 6 bắt đầu từ 2 giờ chiều, thứ 7 và chủ nhật bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 16, 17, 18 tháng 2. Đặc biệt Tết Giáp Thìn năm nay duy nhất tại nơi đây có trưng bày linh vật rồng vàng do nghệ nhân nổi tiếng kiến tạo. Năm con rồng không thể bỏ qua cơ hội xem rồng vàng cao lớn dài 50 feet đang uốn lượn trong khu vườn rộng 14 mẫu đất. Đến với 3 ngày hội chợ, rồng vàng sẽ dẫn đưa quý khách đi chơi Tết chợ Bến Thành, vườn hoa anh đào, công viên Tao Đàn và tiếp theo bến xe lửa Sài Gòn sẽ chở quý vị đến thăm chùa Một Cột Hà Nội, thăm linh địa La Vang Quảng Trị, Huế Sài Gòn Hà Nội. Ôi rực rỡ một trời xuân ngay tại San Jose này. Ba sân khấu với trên 20 ca sĩ nổi tiếng Nguyễn Hưng, Khánh Ly, Thiên Tôn, Đỗ Ngộ, Hồ Lệ Thu, Quang Linh, Hương Lan, Đan Trường, Kiều Nga, Justin Nguyễn, Thiên Kim, Lưu Việt Hùng, Hoàng Hiệp cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng tại Thung Lũng Hoa Vàng. Chương trình được trình diễn xuyên suốt từ chiều thứ sáu cho đến chiều chủ nhật. Bên cạnh còn có các chương trình ca cổ, xiếc, ảo thuật, võ thuật, hoa hậu thời trang, trang phục cổ truyền. Các chương trình có thưởng như trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi, thi hát karaoke, thi tài sắc tuổi trẻ hải ngoại, thi trang phục đẹp ngày xuân, quay số trúng thưởng xuyên suốt 3 ngày. Lắng lắng mà nghe tôi kêu con cờ ra. Lô tô. Trúng giải tiền mặt giá trị có 102. Có bắn pháo bông chào xuân. Có sổ số trúng thưởng 5 cây vàng rồng 4 số 9 lấy hình 5 rồng. Chiều thứ bảy lúc 1:30 diễn hành chào xuân và thánh lễ mừng xuân do Đức Cha Giáo phận San Jose chủ tế. Sáng chủ nhật lúc 10 giờ lễ tế tổ tiên và thánh lễ mừng xuân do Linh mục Lê Trung Tướng chủ tế. Vui ở đây là vui ở đây, Tết ở đây là Tết ở đây. Địa chỉ 635 Phelan Avenue ngay góc đường Center Road cạnh bên khu vườn nhà, thành phố San Jose, California 95112. Vào cửa và đậu xe hoàn toàn miễn phí. Điện thoại liên lạc Triệu Ngọc Yến 650-327-0227, Vũ Phong 408-595-2394. Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo phận San Jose. Chào đón Chúa Xuân.